Như tin đã đưa, ngày 30 tháng 5, bệnh nhân Nguyễn Thanh Tê ở thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng phải nhập viện cấp cứu điều trị ngộ độc do ăn sâu ban miêu. Sau 5 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Các bác sĩ cho biết đã loại bỏ được hoàn toàn độc tố trong người bệnh nhân Nguyễn Thanh Tê, bảo tồn chức năng các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn tình trạng viêm niêm mạc dạ dày do kích ứng độc tố từ sâu ban miêu, được chuyển sang khoa nội tổng hợp tiếp tục điều trị. Trước đó vào trưa 30 tháng 5, sau khi ăn cơm có món côn trùng rang với hành khô, ông Tê được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cấp cứu với các biểu hiện tê môi, lưỡi, đau bụng, đi ngoài nhiều lần, nôn. Qua trao đổi và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông Tê ngộ độc sâu ban miêu gây suy thận, tiêu cơ vân. Sau kiểm nghiệm, mẫu côn trùng được phát hiện có chất cantharizin. Nếu ăn phải chất này có thể gây bỏng niêm mạc đường tiêu hóa, nguy cơ nhiễm trùng cao, nặng hơn là viêm dạ dày, ruột và xuất tiết tiêu hóa, làm mất nước nghiêm trọng, dẫn đến suy giảm chức năng thận.